Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu với anh em tham gia một chương trình iGroup ăn chia tổng bị thưởng là 80.000 tốc cần OKT nha các bạn. Ủa, tốc cần One mạng OKChain nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn join vào kênh Telegram nha các bạn. Rồi thì tàu Twitter này không có thì mình để phần link tàu Twitter với các bạn nha. Nhớ copy khá tát này giúp mình nha các bạn. Chú anh em tàu Twitter phan các bạn để follow one, rồi follow tại Twitter, tweet event nè. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra các bạn. Các bạn vào đây follow link tại Twitter qua One Wallet này, qua đây phần link mô tả cho các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Xuống đây các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn chích dẫn cho tài quyết ở game nha các bạn. Các bạn tăng câu username của nó vào các bạn. A cộng ON nè. A cộng ONT Wallet nè. Rồi các bạn tài quyết lại nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở cái link form của mình ra nha các bạn. Thì gọi xuống bạn chỉ việc điện thông tin đó thôi. Dùng đầu tiên thì username tại Twitter của tất cả bạn nha các bạn. A cộng MMO của anh các bạn. Nghi án thế này thì các bạn nên làm, nếu bạn bỏ qua thì tiếc lắm các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lên username Telegram của tất cả các bạn, join vào kênh Telegram đó nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ với OKT. Nó đề xuất là một, thì các bạn dùng có thể dùng với Wallet token hoặc là với MetaMask. Các bạn nhớ mainnet cái mạng OKChain vào các bạn. Thì mình bấm vào gạch trên cùng nè. Các bạn gọi đi với OKT này nè. OKChain. Rồi các bạn nhấp vào reset nè. Các bạn copy nữa các bạn. Này mạng OKChain các bạn ơi. Rồi các bạn bắt địa chỉ OKT đây các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa nha tất cả các bạn. Của chu ai được up. Follow Twitter switch. Rồi các bạn chỉ việc gỡ là xong các bạn. Ok, video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp chia tổng giải thưởng 80.000 tốc cần quan từ sàn OKT đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.